phim phim. Thì mình sẽ được có rất nhiều cái lựa chọn ha. Tháng gì ạ? Tháng 4. Thấy chưa? Cái cuốn này thì có một cái tên là Em có một cái tên loại khác là này mình tương đối
cái chất chủ quyền thông tin của hệ thống không gian mạng nó là cái an toàn thông tin người ta đi mai mốt khi mà các em sẽ đọc sách và nghe cái gì mua thì cũng sẽ nghe cho trẻ hay là tên là lớp hay là cái này là cái gì là sẽ cùng chỉ đến cái hệ thống không gian mạng. Thì đặc điểm của hệ thống không gian mạng nó sẽ có cái nhóm mặt cho trẻ nó là hai con sóng trước một sóng. Vậy thì mình sẽ thấy là mình sẽ có cái thân với bàn thứ nhất ha. Ở đâu các bạn? Mình nói là họ cái đoạn từ tầng 1 đến tháng 4 ha. Một tầng 2 đó. Thân với bàn tầng 2. Xong nó sẽ có cái sự trùng. Nó tới nó tiếp hợp với lại các cái hạt. Các cái neuron mà ngay ở chỗ các cái hạt giao các hạt sống. Cái cột sống. Thì cái anh ấy này nằm ở cái đoạn cuộc sống của mình ha, cuộc sống của mình sau đi qua hạt, cái hạt này cũng là ở hạt sống ở cái cuộc sống thì cái khoảng đường đi nó sẽ là gòn ngắn ha, này nó sẽ tiếp hợp với một quy định này ha, tiếp hợp với cái hạt của mình cuộc sống tới đây tới đây thế này. Xong sau đó nó đến chi phối cho các cái cơ quan ví dụ đường tim, dạ dày, ruột vân, nó sẽ đi một cái khoảng đường rất là xa. Cái cơ quan đáp ứng thì hôm nay mình sẽ có là cái neuron tiền mặt ha, là xuất hạt cũng được, và đây là cái neuron hậu mặt. Ngày nay sẽ thấy là cái trung khu đó này nằm từ T1 đến T2 trung khu đó. Cái nhóm mặt do cảm hạt sống với cuộc sống này nằm sát đây. Thì mình sẽ thấy là cái đường đi của cái chiều dài, cái sự tự tiền hạt thì nó ngắn và nó sẽ bỏ ra, đi qua hạt nó sẽ tiếp tốt cái lông hậu hạt đi đến chi phối cho các cái cơ quan của mình thay vì một cái đoạn đường dài hơn, xa hơn. Nhìn sang cái đoạn tương đối giao cảm, thì cái khung khu của đoạn tương đối giao cảm sẽ có hai khúc tách rời nhau ra, khúc nào nằm ở khu vực não ha, ở bộ của mình cũng nằm ở đoạn cuối cùng nên không qua cái gì mình sợ cho nên là nó không có cái đoạn cuối cùng nên nó còn có cái tên gọi là cardiosacral phân biệt với lại cái paracolumbar là cái hệ thống giao cảm. Và cái cách chuẩn truyền thông tin của hệ thống giao cảm nó là cái acetylcholine và người ta còn có cái tên gọi khác là cái hệ thống cholinergic. Thì cái hệ thống đối giao cảm nó có một cái đặc điểm đó là nó thường nó nằm gần nằm trong cái cơ quan đáp ứng luôn, nó khác với lại cái hệ thống tương đối giao cảm thì là có cái hơn tới đây nằm đây, cái hệ thống của nó thì thường nằm gần cơ quan đáp ứng thì dễ nó nằm khu vực này. Cái sợi điện hạt các bạn sẽ thấy sao? Nó sẽ dài, nó đi một cái đoạn đường xa hơn để tới nó ngắn với hợp với lại cái neuron hạt. Và cái chất lượng truyền thông tin của neuron tiền hạt mà hạt nó sẽ như thế nào? Đối với hệ thần kinh giao cảm, cứ có chỗ mà tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh thì chỗ đó cũng có cái chất lượng truyền thông tin. Chất lượng truyền thông tin ở đây là acetylcholine, tiền hạt hay chỗ hậu hạt. Của hệ thần kinh giao cảm lúc nào cũng là acetylcholine. Còn đối với hệ thần kinh giao cảm thì nó khác một cái ở chỗ này nè, thì nó cũng là acetylcholine. Khi mà ở chỗ cái đường cái cơ quan nó cứng thì nó sẽ có chất chủ truyền thông tin đó là adrenaline và noradrenaline. Cái adrenaline và noradrenaline còn có tên gọi khác là gì các bạn? Epinephrine và norepinephrine. Bởi vậy người ta gọi cái này là hệ adrenergic đối với hệ thống giao cảm. Và hệ thống tương đối giao cảm em thấy là hai hộ của nó tiền hạt hay hậu hạt cũng là đều là acetylcholine, gọi là hệ thần kinh cholinergic, đúng không? Thì dĩ nhiên khi có một cái chất chuẩn truyền nào cũng nhắn đường lên thì nó phải có cái phụ thể tương ứng. Thì phụ thể của acetylcholine đó là phụ thể nicotinic và muscarinic. Và muscarinic nè. Còn cái phụ thể mà tiếp nhận cái adrenaline, noradrenaline thì nó có cái phụ thể alpha và beta.
thì người ta sẽ rất là cái em thì hầu hết mấy cái cơ quan nó cũng nó đều có tiếp nhận cái sợ do cảm và đối do cảm mà nó cũng có một số ngoại lệ, ví dụ như cái mồ hôi thì nó dành cho cảm sợ do cảm mà hơn không có sợ đối do cảm hay là một cái trường hợp chiếm hồng thì nếu mà nó sẽ đầy cái trường hợp thì nó chỉ có cái sợ do cảm mà nó không có sợ đối do cảm. Phương phải sàng cũng là một tinh thần cái xe nên sắp sắp nó chỉ có cái cách gọi nó không có cái gì đó giao cảm rồi chết phải sàng thử nó sẽ đem ra cái gì rồi về cái nhận thủy dụng viên thì nó không có một cái điểm tập trung với các cơ quan, các tuyến không có điểm tiếp xúc cụ thể mà nó sẽ tạo một cái đốt cầu này nè. Đó là cái mạng lưới xâm nhập vào cái lớp đầu tiên của cơ cơ nó sẽ có tất cả những cái tình hình bên này nó sẽ kết hợp cái cơ thể và cái tâm thì các tình hình bên người nãy chị có nói với các bạn rồi vậy để nhớ thì các bạn cứ vẽ ra cái hình này chứ là một việc cái chiều dài của cái sợi điện nằm ở bàn giữa hai này từ dây cảm đưa cho cảm cái thứ hai là xử lý cái chất của tiền thần kinh nè một là chi phối nó nằm ở vị trí nè. Bây giờ chúng ta đã bằng thử thì em sẽ thấy là nó là hai lưu phô viên là cái cục đường cơ nó giao cảm và đối giao cảm như là cục đường này đúng không? Rồi cổ đơ đông xa mặt đối giao cảm là cổ khu vực cơ này và đơ đông xa mặt đối với một hôn máu cơ sư không? Thì chúng ta đã ra đây thử rất là nhiều nên để cho em nhớ cái hầm sẽ phân biệt cái nè cái cục đường cơ nó giữa cái cơ đường cơ nó giữa cái cơ đường cơ nó giữa cái cơ đường thì sẽ không được bày cái người tiếp nhận viên vô trí và một study mix trong cái yêu cầu của bên này thì em không có là cái phần cho các em vì cái cấu trúc của nó là cái nhân viên của đầu tiên của các thủ tục rất là phức tạp và nó sẽ không vào cái người tiếp này khác mặc dù mình sẽ nắm kỹ được cái thằng ba bên này bởi vì cái này nó sẽ là ứng dụng để khi các em học cái phần vật lý thuốc sau này cho mình điều trị các em sẽ biết là cái thuốc nó khác là nó dán vào cái thằng ba bên này thế thì người ta có thể thấy là mỗi một cái cơ quan nó có sẽ có cái cụ thể tiếp nhận khác nhau, có cái cơ quan tiếp nhận nó sẽ truyền các câu cơ, có cơ quan nó tiếp nhận cơ. Thì cái ông Chris này ông đã sử dụng các cái nhóm của catecholamine khác nhau để sản xuất từng các cái cơ quan nhỏ. Thì các cái chất catecholamine là gì? Thì nó sẽ gồm có phân tử là gì? Adrenaline, noradrenaline và cái hàm glucagon. Các em về để được cái em sở hữu cái phân tử hóa học của adrenaline, noradrenaline, glucagon là cái không biết là cùng phát sinh á, cái học á thì có không biết là có nhắc tới luôn này hay không? Tại vì cái cấu tạo của nó này sẽ làm ra cái chất này nó có cái cấu trúc hóa học gồm tinh bột trong. Thì ta thấy là cái nhóm một á thì cái tác dụng của vitamin A cái tác dụng của cơ thể nó yếu cái thể nhận là ba nhóm hai thì là nó thuộc về beta vậy thì từ đây mình thấy là một trong những nó gắn vào thụ thể alpha nó kém lắm thì nó gắn vào thụ thể beta nó sẽ gây cái sự ngược lại là nó bị ức chế hoặc là nếu như nó gắn vào thụ thể alpha nó kém ức chế thì gắn vào thụ thể beta nó sẽ có tác dụng tốt trong cái chất nào mà dù gắn vào alpha và beta nó đều gây chất tốt và bị ức chế cả. Thì đây là cái cấu tạo hóa học của epinephrine và adrenaline. Các em thấy là nó giống nhau hết mà. Và mình vừa xem một chút coi cái cấu tạo của dopamine như thế nào. Thì các em sẽ thấy là epinephrine nó cho nó có cái cấu trúc hóa học nó có cái nhóm này nó hai này nó sẽ gắn được vào cái thụ thể alpha. Nên nó bị đơn giản gắn vào cái thụ thể alpha đúng không? Còn cái epinephrine thì nó gắn từ vòng của beta là thông qua cái nhóm creatine sinh hát ban này. Thì các em sẽ thấy rằng thì mà bây giờ thì lúc nào mình sẽ gắn vào thể thể anh ta còn epinephrine thì nó sẽ gắn vào thể thể beta thôi. Nhưng mà một cái đặc điểm nhỏ hơn của epinephrine thì em thấy là có cái gói nhà hát này ra thì nếu như là nó có được thêm cái hydro thì nó có khả năng là nó cũng sẽ gắn được vào cái thể thể anh ta. Nó thực ra epinephrine nó sẽ gắn được vào vừa thể alpha vừa thể beta nhưng mà nó sẽ chọn cái phần thể beta nhiều hơn bởi vì đối với cái cấu tạo nó thì nó
em nhớ là con tim. Con tim thì gắn vào phổi bên tai thì nó sẽ nghe, nó dùng kích thích, có nghĩa là nó như adrenaline gắn vào phổi bên tai tim thì nó sẽ gây cơ tim và nó gì tăng nhịp tim, tăng cơ bắp cơ tim. Nhưng mà nếu như mà giờ thì cái dược đó thì gọi là adrenaline gắn vào cái phổi bên tai mà họ có dạ dày thì nó sẽ có cái tác dụng này như vậy. Còn cái ngoại lệ thứ hai là ruột, ruột có phụ thể alpha, nhưng mà khi mà nó gắn vào phụ thể alpha thì nó sẽ có cái dùng cái khúc chế để hoạt động cơ bắp ruột. Các bạn chú ý dùng cái thứ này. Thì vị trí phân bố của beta thì nó beta 1, beta 2 thường hay nhắc tới nhiều nhất, là nó còn có cái phụ thể beta 3 hoặc là cái phụ thể nhỏ. Thì beta 1 nghe sẽ thấy vị trí phân bố nó là chủ yếu là tim mà thôi. Tác dụng của nó dùng được cái thuốc gì đó, các tạo là người bên ngoài thì nó sẽ có tác dụng ở trên cơ tim, nó không tác dụng trên cái cơ chơ, cái thứ khác. Còn cái một cái phụ thể beta 2 thì nó là ở cơ chơ một phần là ở cơ chơ mà nó tiêu hóa, tiêu dạ dày, sử dụng vân vân. Thì nó có tác dụng là nghe chỉnh cơ chỉnh mạch. Thì đây là một cái ứng dụng mà sau này các thể người ta sẽ sử dụng các cái thuốc để tăng nhẹ và thuốc chế beta. Vì là dùng cách nào gắn vào cụ thể bên này sẽ gây thất ở tim đúng không? Thì giờ trên giờ nếu như mà mình muốn giờ huyết áp mình đang tăng quá thì người ta sẽ sử dụng cái thuốc nào đó để ức chế các cụ thể bên này của tim để làm sao giảm xuống cái nhịp tim, bớt cái hình thức của cơ tim về huyết áp đó. Nhưng mà nếu như mình chọn một cái thuốc ức chế bên này thì các em sẽ thấy được việc giảm được cái chuyện co bóp cơ tim, giảm được cái chuyện co bóp cơ tim, nhưng mà nó sẽ có một cái chuyện như thế này. Sẽ là đối với gì? Khi co, được cái cơ trơn, khi co cái phế quản này, rồi nó sẽ có cái triệu chứng là nó sẽ có ho, kèm theo ha. Hay là dần 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 đó là cơ thể nhiên cái bộ chứng nữa. Các em thấy giảm được cái áp của bệnh nhân, đổi lại bệnh nhân cơ bóp phế quản nhiều hơn, sẽ làm giảm hơn cái bệnh nhân của bệnh nhân. Và lúc đó người ta sẽ lấy người ta chọn một cái thuốc chế độc đặc biệt là không như là người ta dùng cái thuốc đó để bắt đầu trên người người ta nó sẽ giúp làm giảm nhiệt tim, giảm cái cơ bắp tim này không gây tắc nghẽn trên cái cơ thân khác. Và người ta sẽ dùng tim còn nói được giờ về cái chức năng của hệ miễn dịch và cơ quan các cơ quan như thế này. Thì các em về có thể mình tự lọc ra cái bảng cho là ví dụ như là trên cái giác quan ha. Còn mình coi lên hệ tim mạch là hô hấp tiêu hóa hoặc thì vân vân hay là tĩnh hóa để coi thì mình nhớ hệ thần kinh giao cảm của mình nó tương đương với ba chữ F. Còn hệ thần kinh đối giao cảm của mình là sẽ đi theo đó là chữ nơi tiêu hóa và hai cái hoạt động này lúc nào nó cũng trái phù hợp với nhau. Bây giờ mình chọn hệ thống tim mạch đi. Thì các em thấy khi mình vô phòng tim thì khi mình sợ thì các bạn có dối là sợ thì thường nhịp tim của mình sẽ sao các bạn? Nhịp tim tăng, huyết áp cũng tăng, mồ hôi tăng. Rồi vậy thì mình biết tác động của hệ thần kinh giao cảm lên tim mạch sẽ là gì? Tăng nhịp tim, tăng co bóp cơ tim, tăng huyết áp, tăng co mạch. Vậy thì hệ thần kinh đối giao cảm ở trên tác động lên tim mạch nó sẽ như thế nào các bạn? Giảm nhịp tim, giảm co bóp. Giờ mình biết là hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm chủ yếu là khi nghỉ ngơi, khi tiêu hóa, biết là khi ta no vô hoạt động của dạ dày nó sẽ tăng co bóp nhiều hơn. Và đâu phải là dạ dày của tăng co bóp không thôi, mà đâu phải là biết các cái tuyến gì mấy bạn, tuyến tiêu hóa của mình nữa. Mình sẽ biết là hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm khi tiêu hóa sẽ làm gì, tăng và tiết các cái tuyến ha, tăng co bóp dạ dày rồi. Và hệ thần kinh giao cảm thì nó sẽ ngược lại với đối giao cảm đi ra. Rồi còn một cái điểm nữa, trong số các cái tuyến đó, có cái hành tuyến mồ hôi, các bạn nhớ là một cái mệnh lệnh đấy nha. Khi các bạn hồi hộp thì các bạn thấy mồ hôi ít nhiều không các bạn? Nhiều. Thường là sẽ thấy khi mình hồi hộp mình lo sợ thì đó mình sẽ vã mồ hôi ra và tay chân của mình sẽ lập mồ hôi nhiều hơn thì đó là cái đầu của hành động của hệ thần kinh giao cảm ha. Còn đối giao cảm thì nó không tác động lên cái
trên hệ thống tương tá hàng cái hàng xe cũng sát mà để được ở trên cái này là bay ghép tức là cái tương tá hơn. Thì đối với hệ thống phòng vệ của nhà thì khi mà chúng ta giao cảm thì các em sẽ thấy thường là sẽ là dạng cây co cái tiểu đường hoàn toàn của nó đó là dạng cái đường hoàn toàn dẫn đuôi của tiểu đường. Nhưng mà ta thấy là tùy nha, lúc giao cảm vừa phải thì nó sẽ làm giảm đuôi của tiểu đường, nhưng mà khi mà nó dư tăng cái này là nước tiểu nhiều quá, ta đang hoạt động giao cảm nhiều quá thì nó sẽ không thể gây cái tác dụng của nó. Rồi thì các bạn sẽ hỏi là thường xuyên mình đi về có lúc em sợ em ngồi mòn có thì em cũng có cảm giác là cũng có cái tè qua, các bạn nói không có đâu mình sợ đâu còn muốn đi nữa đó là tùy theo cái độ cái cường độ của cái kích thích khác nhau mà nó có thể là em cũng xíu có lần làm điểm của thì đối với những cái chức năng khác của cơ thể biết thì về cái cảm không thích từ của cô thì em sẽ thấy sao. Khi mà mình đang chiến đấu thì mình còn yêu cầu năng lượng phải nhiều đúng không? Thì lúc này cơ thể sẽ tiết lộ glucose ra, glucose cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn đúng không? Nó sẽ tăng phóng thích glucose và các hệ ví dụ như hơn. Nhưng mà mình biết là khi nồng độ glucose nó tăng thì thường cơ thể mình sẽ phải đáp ứng một cách nào này, phải tăng tiết insulin để nhằm mục đích là gì, cân bằng cái nồng độ glucose trong máu. Mình cũng yêu cầu tức của cô được quá nhiều mà không có tiết insulin được thì sẽ gây nên tình trạng thế này. Thế nó buồn. Còn khi mà có thể có giao cảm mà khi mình còn chỉ ngơ thư giãn đủ năng lượng thì lúc này nó sẽ phải là đúng là cố gắng để mà điều chỉnh cơ thể, năng lượng cho cơ thể nó sẽ biến đổi của cô của gen nhiều hơn. Slide này có trên tin 13 có thì ngoài đường cái kia này nó Rồi, các bạn nhóm trên đây.